sớm Chúa Healthcare được chiết ra từ dịch của những cô ông thọ và những cô ông chúa, rất là giàu mình về nguồn dinh dưỡng như là protein, acid amin, muối và khoáng chất. Nó có nguồn gốc 100% là tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe của chị em chúng ta. Ngoài ra sữa ông chúa này nó còn có một nguồn dinh dưỡng rất là nhiều, ví dụ như là vitamin B, vitamin B5, B6, vitamin A, vitamin D và đặc biệt là vitamin E, nó làm cho chúng ta có một làn da rất là đẹp và khỏe mạnh nữa. Các sản phẩm sữa ông chúa hay cái khe này nó đem lại công dụng rất là nhiều, ví dụ như là nó sẽ bảo vệ làn da của chúng ta, nó chống được tia UV của ánh nắng mặt trời. Mấy bạn biết thì thời tiết mặt trời hiện tại ở Sài Gòn là rất là nóng như vậy đó, rồi nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái nám của làn da ở tuổi 30 là nếp nhăn nữa. Ngoài ra thì nó cũng giúp bảo vệ, hỗ trợ chống rụng tóc. Ngoài ra thì nó còn có cải thiện giấc ngủ và giảm mất trí nhớ. Cái sản phẩm này nó còn có hỗ trợ điều trị về xương khớp. Cái sản phẩm này nó thích hợp cho các độ tuổi khác nhau, ví dụ như là trẻ em suy dinh dưỡng, bị còi xương hoặc là người già lớn tuổi. Nó điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Chúng ta có hai cách dùng cho loại sữa ông chúa này. Thứ nhất là chúng ta có thể uống buổi sáng một lần ngày một viên, và nếu mà bạn nào không thích uống thuốc quá thì chúng ta có thể lấy cái đó và chúng ta đắp lên mặt mỗi ngày cũng được. Sản phẩm hiện đang được bán trên kênh quatangme.com. Để tìm mua sản phẩm một cách nhanh chóng, các bạn cũng có thể liên hệ qua số hotline 0906771880. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Quà Tặng Mẹ để không bỏ qua những thông tin thú vị và bổ ích các bạn nhé.